Chào cả nhà nha, hôm nay mình đi đuổi lưới ngay nha. Hai chào cả nhà. Đuổi lưới ba màng ngay nha, đưa 4 phần rưỡi. Giờ mình giăng ngay cả nhà. Răng lưới nha cả nhà. Lưới nha cả nhà. Hôm nay đuổi lưới nha mọi người, giăng rồi mình đuổi, mình lội rồi mình đập mình đuổi nha mọi người. Lưới ba màng nha nhà ơi, 4 phần rưỡi. Quá trời ghét, hổm cô bé đi nữa. Cô bé này nó hại nhớ. Hai đời của người YouTube. Nửa chiều quá à. Bơi cái lái tới. Bơi từ 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 tới. Làm gì làm, tao gỡ ghét, quá trời ghét. Xuống nước dạo tới dạo lui nữa nha. Quá trời ghét cả nhà ơi. Rác nhiều quá cả nhà ơi. Cá nhiều quá cả nhà ơi. Ục quá trời cả nhà ơi. Trời sắp mưa nhá cả nhà. Trời quá trời đen. Xong rồi cả nhà ơi. Xong rồi cả nhà. Rồi mình đã... Giờ mình đi đuổi nha. Giờ đi đưa dầm ấy. Đuổi từ đắng đuổi lại đi. Đưa cái dầm. Rồi. Giờ đang đuổi anh ơi. Xuống đuổi lưới cả nhà ơi. Quá trời cây mọi người hút hút dài. Lội cẩn thận ha. Hút hút có cây hút hút nào nó chạy à. Hút hút cái cây. Đó cả. Cả quá nhà mà hút hút nhà. Mừng. Quá cá mọi người. Thục đi, thục đi. Hai mình căng ngang đó đi tới rồi. Tôi đây đi rút dạ. Đây nghe rút quá. Nhúc nhích nhúc nhích cây rồi nó chạy. Cá chốc cá nó mắc vào lưới nha cả nhà. Cực khổ nhưng mà gian nan mọi người ơi. Đã cực khổ còn còn gian nan. Thục đi mày. Đập nó. Đập nó. Nãy mình không kịp
trà lưới lại coi lưới nó có thấy không. Nãy mình văng tới đâu vậy? Lưới chục mét đó, em đi. Trà đâu mà giữ à? Trà này có uống được không? Trà cá đó mới ở đây. Trà này trà không uống được nhé, còn cả nhà ơi. Trà này uống được mọi người. Trà này uống nó móc họng. Bắn quá cả nhà ơi. Ui, mắc ăn cá bự quá. Cá chui vào hang móc hang cả nhà. Đuổi cho cá chui vào hang. Ôi cá trộn trộn cá đụng hết biết bự luôn trời. Chạy ra cả nhà ơi. Thiệt cá bự lắm cá lóc á. Cá lóc nhóc luôn. Quá trời cá luôn người. Đụng cá lóc chà bá luôn thiệt các bạn. Dù sát trong hang giống đến nó hoành trở lại. Không thấy bò chịu khó lặn luôn giống. Thận thương cá bự quá lôi cái thau đi. Thâm lưới em mà tắm nghe mọi người. Nãy khúc này chạy dính cái đầu này nè tại nãy mình không văng sát luôn đó. Lóc. Lấy cái cây thì tôi phải lội dưới đi. Không được gắt lưới hết. Quay mũi bên kia đi. Để em lội dưới. Người lội dưới gõ rồi. Không. Nước vô tay mọi người. Bên đây nè, bên đây nè. Cá lăng. Dính dính cá nhé cả nhà. Cá lăng. Đăng cá lăng ra trơn luôn rồi. Con cá quíu à. Móc quíu. Quíu giò không? Cái này nãy chuẩn chạy. Nó đụng như giò thôi. Chà quá trời. Cá dồ nghe cả nhà, không phải cá lăng nha. Cá dồ, cá lăng, cá dồ. Buông đi sao nữa. Cá sặc nha cả nhà. Bự quá trời, bự cá sặc. Ôi, dính luôn rồi. Cá dồ, thêm một con nữa cả nhà ơi. Xin con cá bự nữa cả nhà ơi. Chả quá trời.
Văn mấy đám chà đã. Chút qua bụi bao răm, răm muống đó thưa anh. Ớt một cái là đấu gần xa là ớt cho ba dòng bụi muống. Mới tay đầu mà ba con rồi cũng có ngon lắm rồi chứ. Chứ cả nhà. Xin. Mình ở dưới nước này không có lạnh nha mọi người. Đi. Nước này nó ấm lắm. Bắt đầu văn dạo thứ hai nha mọi người. Văn dạo thứ hai nha mọi người. Giờ nãy chà quá, giờ mình lựa chỗ không có chà, mình văn thử cá nhiều hơn không. Chà cây đông quá mọi người. Ê. Hey. Móc đi, móc đi. Nữa, nữa chưa được. Để nó vô lưới cái này nó chạy. Đây mình phát hiện được một mớ dây giác nha mọi người. Dây giác cả nhà ơi. Có cá gì? Để về mình làm món canh chua cũng được mà mình kho cũng được, ngon lắm mọi người. Rau xanh ấy, từ người ta chiếm. Nè mọi người thấy không? Đây có. Cái giác này nghe cả nhà. Cái này mình kho cá, kho lạc ngon lắm cả nhà ơi. Nấu canh chua. Hoặc nấu canh chua được cả nhà. Kìa lấy mấy trái xanh xanh nó ngon lắm. Kìa trước mặt kìa. Nó khai trái đó. Kìa chùm, bao nhiêu chùm, mấy chùm kìa. Mới hả kìa, mang sau kìa. Là cây non đấy. Ờ, chút lại cây đó đi. Nhiều dữ. Nè bên đây nè ông. Nó nhóc chơi kìa. Không, quá trời luôn kìa. Mấy trái quá trời luôn. Kìa nhóc hết trơn, lẻ lẻ nó rụng rồi bớt. Sao bên kia kìa. Cái này chắc thì hả một cái này là được. Ở trên đó kìa thấy không? Nguyên chùm trên đó kìa. Thấy không? Hả? Ừ, bên kia nhóc mà. Bên kia là vậy nè. Rồi bơi bên kia đi. Đây nhóc trời ơi, dưới đây quá nhiều. Quá nhiều lắm mọi người. Thôi đi. Nguyên đùm giác xanh luôn. Cái này mình về nấu canh chua nha mọi người. Còn giác đỏ tím thì mình kho cá ngon lắm nha mọi người. Nho gừng nè cả nhà ơi. Nguyên chùm nho gừng. Rồi thăm dạo thứ hai nha mọi người. Để coi có thành quả gì không. Dạo thứ hai nha cả nhà. Hết lưới rồi cả nhà, không có con văn ngoài trống không bằng vô quốc già mọi người. Già nó có cái vậy. Văn dạo thứ ba mọi người. Mình đổi địa điểm thứ ba mọi người. Địa điểm thứ ba nhé cả nhà. Địa điểm thứ hai vừa rồi không có con nào nhé cả nhà, mình định đổi điểm thứ ba. Dưới sông cả nhà ơi.
ghe chạy quá trời rồi nhỉ. Nguy hiểm quá cả nhà ơi. Bành. Nguy hiểm quá cả nhà ơi. Ghe lớn chạy sóng dữ. Chìm xuống cả nhà. Ghe chở bên nhé cả nhà. Dạo thứ ba nha mọi người. Trời tối quá rồi nhỉ. Giờ quá giờ tối rồi. Dạo này nãy lặn vô mấy cái bộ lục bình này nè, lặn ở dưới gút mệt. Anh dồn chứ thẳng quá bị sống rồi. Quá là nhà ơi, chìm xuống. Tắt nước cái đi. Tí nữa chìm xuống nhé cả nhà. Quá trời luôn cả nhà ơi. Ghe đi sóng dữ. Tí nữa chết cả nhà. Nguy hiểm quá cả nhà. Sông này lớn quá. Trong quá. Không thấy gì hết. Ra sông cũng có luôn cả nhà. Đấy là lặn nổi mệt quá trời. Dính cá rồi, dính cá. Lấy cái gì? Có gì xúc lên á. Dính cá cả nhà ơi. Lấy cái thao hứng. Ôi cá bự quá mọi người ơi. Lấy cái thao hứng kìa, để mình tẩy. Ô quá bự ơi. Quá vô rồi. Quá sợ rồi. Trời vô đây mở. Dính cá cả nhà ơi. Để về ấy đi, mở nó nhảy. Bỏ để nó đi, để về hả gỡ. Dính cá bự cả nhà ơi. Vô rồi mọi người. Dính cá rô nhé cả nhà. Quá trời bự, cá này bự lắm à. Cá này phải 3 kg ha. Không có đâu, cá này 1 kg mấy 2 kg. 3 kg à, bự lắm à. 3 kg à. Nó dính luôn, trời ơi. Trời trời, dính quá trời. Thôi về cuốn luôn đi. Cuốn về đi. Quá trời cá rồi mọi người. Thôi quá cả nhà ơi. Cá này có chút xíu à. Bằng cái đuôi của nó không rồi. Bằng cái đuôi à. Tắm nước. Quá hên. Cá này về nấu chua ăn là. Thế sẩy nha cả nhà. Ôi nước nó đụng nó nghỉ lên có nhà ơi, nó nghỉ. Ôi dính cá nước cả nhà. Cá chê cả nhà ơi. Có nó cả nhà. Luôn vô rồi. Vô cả nhà. Về nhà gỡ luôn cả nhà ơi. Quá lạ rồi, vô mắng rồi. Bắt nước. Ê đây đây. Đây cá nữa phải không? À không phải. Không phải. Hết nữa cả nhà. Ủa. Về mới gỡ giờ không dám gỡ nó nhảy. Ghe tới nữa rồi. Cẩn thận cái này là chìm nè. Em ngồi ra sau đi. Ra sau đi. Thành quả. Thành quả cả nhà ơi. Thành quả nha cả nhà. Không dám gỡ luôn cả nhà.
Cá này quá chắc trời. Cả 2 kg à. Hơn 2 kg à. Chắc 2 kg mấy. Ồ, cái này vô rồi. Cá vô nhỏ ừ. Nha. Để lâu con này để lâu có đỏ hay à? Cái này đâu? Cá chê nằm dưới hả nhà ơi. Quấn lưới quấn quá đỏ đi. Giờ gỡ khó rồi, không dám gỡ cả nhà, được con cá chê nữa nghe cả nhà. Chê cá chê dưới kìa. Mới thấy nó nhẹ nhẹ rồi. Nghe bên này nè. Đấy. Cá chê trắng nè nghe cả nhà. Rồi. Thì hôm nay đã có thành quả đây cả nhà. Rồi cả nhà ơi, mình cũng làm cá xong cả nhà ơi. Mình bỏ trái giác xuống luôn mọi người. Mình bỏ trái giác luôn mọi người. Chút gần chín, không bỏ giác chín. Cá kho lạc, trái giác nè cả nhà. Còn bên đây là cá muối xả hồi mình chiên cả nhà. Hôm qua được con cá dồ bự nè cả nhà. Rồi cho nó sôi mình bỏ giác chín vô nha nhà. Rồi gần chín nữa nha, bỏ ớt vô nha nhà. Trái giác màu đẹp ghê nha nhà. Nhà thấy hấp dẫn không? Cá kho chế giác nha cả nhà ơi. Rồi cá ăn chín nha mọi người. Với lại là giờ mình luộc cá muống cái nữa mình ăn nha mọi người. Luộc cá muống làm canh nha cả nhà. Rồi chào cả nhà nha. Khúc hồi nãy ăn nó bị lỗi nha cả nhà. Giờ mình không có quay khúc ăn cả nhà thông cảm nha cả nhà. Giờ chào cả nhà nha, hẹn cả nhà video sau nha cả nhà. Mình không có quay ăn cho cả nhà xem nha. Chào cả nhà nha.